Hello, Bùi Trung Đẳng xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn buổi chiều thật là bình an nha. Kính thưa quý vị, chiều nay thì Trung Đẳng có nghe một cái tin rất là quan trọng. Nghe qua là một cái tin rất là sốc quý vị. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ vừa qua đời quý vị. Hồi nãy thì Trung Đẳng có lướt Facebook, có thấy rất là nhiều anh em đồng nghiệp, rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đăng hình của cô nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ là chia buồn vĩnh biệt cô. Thì kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 Tây tháng 12 năm 2021. Thì được hay tin là nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ qua đời. Cả nước và tất cả anh em nghệ sĩ đồng nghiệp rất là đau buồn quý vị. Bởi vì vừa thời gian gần đây là cô có gọi cho Trung Đẳng, cô hỏi thăm Trung Đẳng, rồi hỏi Trung Đẳng là con khỏe không, làm cách nào để làm kênh YouTube, chỉ cho cô đóng bản quyền như thế nào và làm kênh YouTube có dễ hay không. Thì cô cháu cũng nói chuyện cũng rất là vui quý vị. Nhưng mà sáng nay thì Trung Đẳng đi đám cưới ở Tiền Giang, rồi đi về, bởi vì 3 giờ sáng là anh em thức thức rồi lên xe đi tới dưới là khoảng cỡ 7 giờ mấy 8 giờ rồi, ăn uống ca hát gì đó xong cái về tới đây là khoảng cỡ 1 giờ mấy 2 giờ thì không có mở Facebook cái gì. Thì hồi nãy giờ đó thì Trung Đẳng mở Facebook thấy tin cô Huệ đã qua đời, rất là buồn quý vị. Mình nghe nghe phải nói là mình không thể nào tin được. Tất cả anh em nghệ sĩ, ca sĩ đều là bất ngờ bàng hoàng luôn quý vị. Kính thưa quý vị gần xa thì cô Huệ là tên thật là bà Bùi Thị Huệ, pháp danh là Diệu Định. Cô nghệ sĩ Thanh Kim Huệ sinh năm 1954, quê quán tại Sài Gòn quý vị. Từ trần lúc 13 giờ 50 ngày 23 Tây, tức là ngày nay đó cả nhà. Ngày 23 Tây tháng 12 năm 2021 nhằm ngày 20 tháng 11 năm Tân Sửu, hưởng thọ 68 tuổi quý vị. Linh cữu hoàng tại 766 xẹt 1B, Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình lễ tang nghi thức nhập quan vào lúc 17 giờ ngày 23 Tây tháng 12 năm 2021, tức là 7 giờ tối nay quý vị. Nhằm ngày 20 tháng 11 năm Tân Sửu, tức là ngày nay nha quý vị. Trung Đẳng nói để cho các bạn gần xa có xem video này thì các bạn ở gần đó thì các bạn lại thắp nhang, đốt nhang để cầu nguyện cho cô Huệ. Nghi thức động quan vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức là 3 ngày sau, 26 Tây quý vị. Nhằm ngày 23 tháng 11 năm Tân Sửu. Linh cữu của cô được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Đúng là sự thật. Nói chung thì đầu tiên thì Trung Đẳng nghe anh đạo diễn Phony Trung anh gọi: Đẳng ơi, em nghe hay tin gì không? Thì Trung Đẳng nói tin gì? Anh Trung nói là nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ mới qua đời. Hỏi Trung Đẳng là có thân với lại cô Huệ không? Thì Trung Đẳng nói là cũng thân chứ, cũng hay gọi điện rồi cũng diễn chung. Thì anh Trung mới nói là hỏi kỹ lại coi, coi coi tin lá cải hay là tin thật sự. Thì Trung Đẳng mới lướt Facebook thì cũng dự định lướt Facebook thôi, thì có một đứa em đó là đạo diễn trẻ Công An Chìm, Trung Dũng cũng cho hay. Thì lúc đó thì Trung Đẳng cũng quá bàng hoàng, cũng không có tin nữa mọi người. Rồi Trung Đẳng mới gọi điện cho một người bạn, đó là bạn già Thanh Quẹo Lựa, hay hay thu âm cho Trung Đẳng, với lại là cũng đã từng thu âm cho cô nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đó. Thì bây giờ bạn Thanh mới nói là cổ chết rồi, cổ chết lúc hồi sáng hay là hồi lúc hồi trưa gì đó. Thì quá quá là sự thật. Rồi Trung Đẳng thấy rất là nhiều các bạn, anh em đồng nghiệp, tác giả Lâm Viên, rồi rồi nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Lê Tứ, tất cả như Quỳnh rồi này kia, là Nhã Thi,
nghệ sĩ Quỳnh Hải Long, tất cả các chuông vàng trẻ đều cũng có đăng hình của cô Huệ để chia buồn. Thì đây đúng là sự thật quý vị. Nói chung thì Trung Đẳng đã từng ái mộ giọng ca của cô nghệ sĩ ưu tú Thanh Xuân Huệ, và đã từng ái mộ con người của cổ, và cũng như là nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, là cặp đôi vợ chồng sáng tác và đóng rất là nhiều tuồng cải lương xã hội rất là mùi, rất là hay, mà Trung Đẳng đã từng yêu thích. Thì hôm nay được hay tin cô qua đời thì Trung Đẳng rất là đau buồn. Không phải chỉ riêng Trung Đẳng đâu, mà còn rất nhiều các bạn sau này đã từng hát chung, đã từng gặp gỡ cô Huệ thì rất là đau buồn quý vị. Chiều nay thì phải nói là cũng giống như là chiều hôm đó được hay tin là ca sĩ Phi Nhung qua đời, rồi anh danh hài Chí Tài, rồi ca sĩ Dân Quang Long, rồi anh ca sĩ Ngô Quốc Linh. Bây giờ năm nay không biết là cái năm gì mà rất là nghệ sĩ rất là ra đi rất là nhiều quý vị. Buồn quá cả nhà ơi. Trung Đẳng cũng hay xem những tuồng cải lương, hay nghe những bài xưa, chẳng hạn như bài Yêu Lầm nè, rồi những tuồng cải lương là Trúng Độc Đắc nè, rồi Chuyện Tình Lan và Điệp nè, rồi những vở tuồng Lan Huệ Sầu Ai nè, rồi gần đây sau này Trung Đẳng hay hát cái tuồng Lỡ Bước Sang Ngang quý vị, cũng có cô Thanh Kim Huệ đóng. Thì kính thưa với cả nhà, thì Trung Đẳng xin đọc lại nha, là cáo phó gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin bà Bùi Thị Huệ, pháp danh Diệu Định, cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Đó, cô Huệ sinh năm 1954 quý vị, quê quán tại Sài Gòn. Từ trần lúc 13:50 ngày 23 tháng 12 năm 2021, vậy là cô từ trần buổi trưa, đầu giờ chiều 1:50 quý vị, chứ không phải buổi sáng. Năm nay buồn quá. Bây giờ Trung Đẳng cũng hay đi show hát những bài của cô Huệ. Thì cô Huệ sáng tác rất là nhiều tuồng quý vị, mà Trung Đẳng rất là thích cái tuồng mà Qua Học Trò. Lúc đó cô Huệ vẫn khoảng độ chừng 24 25 tuổi gì đó, cô Huệ hát cái tuồng này thấy còn trẻ lắm. Là Trung Đẳng còn nhớ mấy câu để Trung Đẳng hát lại cho mọi người nghe nha, bởi vì cái tuồng này lâu lắm rồi. Hát để tưởng nhớ cô Huệ. Tôi muốn hỏi lòng tại sao tôi yêu yêu không đợi chờ, như mây lạc lờ buồn hững hờ trôi mãi em ơi. Tình cho em càng thêm thắm mãi, tình cho em càng thêm thắm lại hồn thơ. Tôi cứ hỏi lòng tại sao đôi khi tôi không đợi chờ, đôi khi hững hờ mà nghe lòng nhung nhớ em ơi. Tình thơ ngây tình dương sắc nắng càng lung linh càng thêm thắm đượm môi hồng. Đan Phượng ơi em có biết không, từ lúc gặp em tôi bỗng thấy mình sắp sửa bước vào một cuộc phiêu lưu không thời gian hạn định. Tôi muốn trốn chạy lòng mình nhưng không sao trốn nổi, để đêm lại từng đêm dằn vặt với thương chờ. Em như là ảo ảnh vừa gần bên tôi cũng vừa lại xa mờ, càng xua đuổi bóng hình em càng hiện diện, càng muốn quên nhiều càng nhung nhớ em ơi.
Em là ai sao hiện diện giữa đời tôi? Làm sao trộn trong tôi những gì tôi suy nghĩ? Nhiều lúc bỗng giận mình sao vô lý, sao đành chịu đưa chân vào xiềng xích ân tình. Ê, đúng là bài này Trung Đẳng đã thuộc cũng mười mấy năm quý vị, mười mấy hai mươi năm rồi. Thì trích đoạn trong vở tuồng Qua Học Trò, khúc này là khúc Đan Phượng và Hạ Thi gặp nhau. Thì Hạ Thi mới tìm Đan Phượng để mà tỏ tình để mà yêu Đan Phượng. Thì cô Huệ đóng vai Đan Phượng, còn nghệ sĩ Châu Thanh là đóng vai Hạ Thi. Thì bây giờ Trung Đẳng cũng xin báo tin đến đây cho mọi người xem thôi. Còn đi tối nay hay là ngày mai thì có những cái tin gì đó, tất cả anh em nghệ sĩ đi đốt nhang, hay là số nhà các bạn mà không biết đó, thì Trung Đẳng sẽ cập nhật thông tin để mà báo cho mọi người biết, là thông tin mới nhất để biết về nghệ sĩ ưu tú Thanh Trung Huệ đã qua đời quý vị. Còn bây giờ Trung Đẳng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị video sắp tới nha.